Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Chiến tranh Việt Nam. Tập 20. Do dữ liệu ban đầu của Hà Nội chưa bao quát hết các vấn đề, dẫn đến công tác chuẩn bị không tốt, hậu cần mới chỉ đảm bảo được khoảng 50% vật chất, nên trong quá trình tiến công, càng thọc sâu quân giải phóng càng gặp nhiều khó khăn. Kế hoạch đánh chiếm Huế buộc phải hủy bỏ. Chiến dịch Bão Táp Ba chấm dứt vào ngày 27 tháng 6 năm 1972. Quân giải phóng chuyển sang mục tiêu phòng thủ, giữ vững các vùng đã giải phóng. Khi chuyển mục tiêu chiến dịch, phía quân giải phóng cũng có sự thay đổi về nhân sự cấp cao. Cụ thể là từ ngày 27 tháng 6, Thiếu tướng Trần Quý Hai với bề dày kinh nghiệm trong các chiến thuật phòng thủ có chiều sâu được cử làm tư lệnh chiến dịch thay cho Thiếu tướng Lê Trọng Tấn. Trung tướng Song Hào được làm chính ủy thay cho Thiếu tướng Lê Quang Đạo. Tuy nhiên, lúc đó nhiều đơn vị quân giải phóng đã vào quá sâu để chuẩn bị tấn công Huế và không kịp rút ra do mệnh lệnh thay đổi mục tiêu chiến dịch được chuyển đến quá chậm. Các đơn vị này về sau hầu hết bị cô lập và những tổn thất nặng nề là điều không thể tránh khỏi. Trái ngược với chiến dịch Bão Táp 1 và 2 đã có nhiều thành công, đến chiến dịch Bão Táp 3, quân giải phóng lại chỉ thu được những kết quả thực sự hạn chế, trong khi thiệt hại về người và trang bị là rất nghiêm trọng. Trung bình các đơn vị tham chiến đợt 3 chỉ còn khoảng 40-50% quân số, có đại đội chỉ còn 12 tay súng, tức là chỉ hơn một tiểu đội. Tuy nhiên, đối với các cấp chỉ huy lúc bấy giờ, đó vẫn là những đơn vị tương đối đủ về biên chế và lệnh tiếp tục tấn công vẫn được đưa ra. Đại tá Cao Sơn, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn pháo binh 38 đã cho rằng chính việc này cùng với thiệt hại do phi pháo và không quân đối phương gây ra đã khiến các đơn vị quân giải phóng kiệt sức. Mặc dù vậy, nhờ có chiến dịch Bão Táp 1 và 2 thu được kết quả tốt, nên nếu xét trên toàn bộ cả 3 chiến dịch Bão Táp 1, 2 và 3 kéo dài suốt từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 27 tháng 6 năm 1972 trên mặt trận Trị Thiên Huế, thì quân giải phóng đang tạm thời đạt được nhiều thành quả hơn. Toàn bộ tuyến phòng thủ được cho là bất khả xâm phạm ở phía Bắc Quảng Trị do Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa xây dựng đã bị chọc thủng. Đây là lần đầu tiên quân giải phóng kiểm soát được toàn bộ một tỉnh tại Việt Nam, đó là Quảng Trị. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu tổn thất khủng khiếp về quân số với thương vong hơn 27.500 binh sĩ, trong đó trên 8.000 binh sĩ tử trận, gần 3.500 binh sĩ khác bị bắt làm tù binh. Sư đoàn 3 bộ binh hay còn gọi là Sư đoàn Bến Hải cùng Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến, 2 liên đoàn biệt động quân, 4 thiết đoàn và nhiều đơn vị khác của Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt hại rất nặng. Việt Nam Cộng Hòa mất tới 430 xe tăng, xe thiết giáp trên tổng số 750 xe tham chiến, ít nhất 30 xe còn nguyên vẹn rơi vào tay quân giải phóng. Có những trung đoàn thiết giáp của Việt Nam Cộng Hòa mất toàn bộ số xe, trong đó có rất nhiều xe dòng M48 Paston, loại xe hiện đại nhất của Mỹ khi đó. Ngoài ra, Việt Nam Cộng Hòa còn bị bắn cháy, bị thù giữ hoặc hư hại tới 1.870 xe quân sự, hơn 400 pháo và súng cối các loại, 230 trực thăng và máy bay bị bắn cháy hoặc hư hỏng, bị thù giữ gần 3.000 súng bộ binh, 310 máy vô tuyến điện. Phía Hoa Kỳ có 8 máy bay bị bắn rơi, hơn 20 máy bay khác bị hư hại, hơn 30 biệt kích tử trận, 2 phi công bị bắt sống. Trong khi đó, quân giải phóng cũng phải gánh chịu những tổn thất rất lớn về người, với tổng thương vong lên tới 18.000 bộ đội, trong đó số tử trận ít nhất trên 6.000 bộ đội. Ngoài ra, hơn 100 người khác bị bắt làm tù binh. Những tổn thất này quá nửa thuộc về đợt tấn công Bão Táp 3. Về trang bị, quân giải phóng mất ít nhất 35 xe tăng trên tổng số 136 xe tham chiến, hơn 40 trọng pháo bị phá hủy. Tuy đạt được nhiều thành quả hơn, nhưng đến lúc này, vấn đề tiếp vận càng lúc càng khó khăn đối với quân giải phóng, khi mà dự trữ lương thực và trang bị ngày càng cạn kiệt. Việc bổ sung không kịp do không quân Hoa Kỳ oanh tạc vô cùng khủng khiếp, không chỉ vào các tuyến đường tiếp vận mà còn ném sâu vào hàng loạt căn cứ, nơi tập kết bộ đội và kho hàng tại miền Bắc. Việc thiếu hậu cần bổ sung của quân giải phóng ngày càng căng thẳng, đặc biệt là đạn pháo và nhiên liệu cho xe tăng.
cùng cực nhất phải kể đến các đơn vị tập kết ở phía tây cố đô Huế đang bị cô lập, không còn đường di chuyển vì cầu Quảng Trị qua sông Mỹ Chánh bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đặt thuốc nổ phá hủy, khiến xe tăng không thể vượt sông, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong khi đó, đối với Việt Nam Cộng Hòa, việc mất Quảng Trị là điều không thể chấp nhận được, gây chấn động mạnh tới chính quyền Sài Gòn. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố bằng mọi giá sẽ tái chiếm Quảng Trị. Vì vậy, tận dụng khoảng thời gian quân giải phóng không đủ sức tấn công tiếp, tướng Ngô Quang Trường lập tức lên phương án tăng cường lực lượng, tổ chức phản kích nhằm chiếm lại các vùng đã mất. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hứa sẽ hỗ trợ phương tiện vận chuyển và tiếp tế hậu cần dồi dào từ Hoa Kỳ, đã cơ động gần như đưa toàn bộ sư đoàn dù và sư đoàn tùy quân lục chiến, mỗi sư đoàn trên 15.000 quân, tiếp cận nhanh chóng đến các điểm nóng tại vùng địch chiến thuật. Sư đoàn tùy quân lục chiến được trực thăng vận thiết lập phòng tuyến ngăn chặn bộ binh và xe tăng quân giải phóng. Cùng với đó, sư đoàn 3 bộ binh vừa tái thiết cũng được vận chuyển cấp tốc ra chiến trường. Các đơn vị pháo binh, tăng thiết giáp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được Hoa Kỳ nhanh chóng mạnh tay tái bổ sung số lượng đã mất. Tướng Thomas Owen, cố vấn quân sự Mỹ tại vùng 1 chiến thuật cho biết, quân Mỹ đã lập cầu vận tải khẩn cấp để thay thế số lượng xe tăng và pháo mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị mất tại Quảng Trị. Hàng trăm trọng pháo được chở thẳng từ Mỹ sang, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp được tàu hải quân chở từ căn cứ Mỹ tại Nhật Bản tới. Việc mạnh tay tiếp vận với lực lượng quân sự tăng chóng mặt đã báo hiệu một cuộc chiến vô cùng tàn khốc tại vùng giới tuyến khắc nghiệt, mà đặc biệt là khu vực thành cổ Quảng Trị. Sau khi quân giải phóng hủy bỏ kế hoạch đánh chiếm Huế, chấm dứt chiến dịch Bão Táp 3 vào ngày 27 tháng 6 năm 1972, do gặp quá nhiều tổn thất vì đánh thọc sâu vào Nam không thành công, họ buộc phải chuyển sang mục tiêu phòng thủ các vùng đã chiếm được tại Quảng Trị với tư lệnh chiến trường lúc này là Thiếu tướng Trần Quý Hai. Cùng lúc đó, tướng Ngô Quang Trường phía Việt Nam Cộng Hòa cùng các sĩ quan có năng lực dưới quyền, có thể kể đến như chuẩn tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, được thăng cấp từ đại tá lên chuẩn tướng từ ngày 19 tháng 6 năm 1972, và đại tá Lê Quang Lưỡng, chỉ huy các đơn vị lính dù tại vùng 1 chiến thuật, nhanh chóng tổ chức lực lượng với quy mô rất lớn, chuẩn bị phản kích trên toàn mặt trận, với sự yểm trợ quân sự và hỗ trợ hậu cần mạnh tay từ quân đội Hoa Kỳ. Mục tiêu quan trọng nhất của tướng Ngô Quang Trường là bằng mọi giá phải tái chiếm các vùng đất đã mất, nhằm gây dựng lại lòng tin cho quân và dân vùng giới tuyến. Khi mà niềm tin này gần như đã sụp đổ hoàn toàn từ sau cuộc rút chạy trong hỗn loạn của các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tuyến đầu dưới thời tướng Vũ Văn Dài. Trong những cuộc rút chạy đó, không thể không kể đến cái tên Đại Lộ Kinh Hoàng. Bản chất lúc đó là thời điểm trước khi kết thúc chiến dịch Bão Táp 3 khoảng 2 tháng, tình hình căn cứ hỏa lực Ái Tử bị công kích cả ba mặt, trong trạng thái vô cùng khó khăn vào cuối tháng 4 năm 1972. Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, chuẩn tướng Vũ Văn Dài buộc phải cho quân rút bỏ Ái Tử. Tuy nhiên, cầu Thạch Hãn đã bị đánh sập, khiến nhiều đơn vị Việt Nam Cộng Hòa phải vứt bỏ lại toàn bộ xe pháo, quân trang, quân dụng, bơi qua sông về thị xã Quảng Trị. Lực lượng này đã nhập cùng dòng lính và dòng người rút chạy theo quốc lộ 1 thành một đoàn dài hỗn độn. Đại Lộ Kinh Hoàng là cái tên mà giới quân sự Sài Gòn đặt cho đoạn đường dài 9 km trên quốc lộ 1 từ cầu Bến Đá qua Hải Lăng, khi đó là một quận của tỉnh Quảng Trị, chạy về phía huyện Phong Điền thuộc Thừa Thiên Huế ngày nay. Trục đường mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút chạy về hướng Nam trong những ngày cuối tháng 4 năm 1972 dưới làn đạn pháo của quân giải phóng với các loại trọng pháo 130 ly và 122 ly. Đoàn người chạy về phía Nam rối loạn đến mức các sĩ quan chỉ huy không còn điều khiển được lính của mình. Thậm chí, chính các sĩ quan chỉ huy cũng tìm cách bỏ chạy. Phương tiện sử dụng bao gồm từ các loại thiết giáp, xe quân sự, xe ô tô dân dụng, xe lam, xe máy và cả chạy bộ. Đoạn đường này nằm giữa các đồi cát trắng, hầu như không có cây cao và nhà cửa, chỉ có các lùm cỏ, bụi. Do vậy, dễ dàng nằm trong tầm ngắm của pháo binh quân giải phóng từ phía Bắc và phía Tây,
theo hướng Dương Trường Sơn. Đặc biệt, lúc đó quốc lộ 1 đoạn từ Hải Lăng về Mỹ Chánh đang bị quân giải phóng chiếm và đóng chốt, trong khi phía Việt Nam Cộng Hòa, những đơn vị nhỏ còn khả năng tác chiến lại không có chỉ huy chung, nên mạnh ai nấy đánh, không còn khả năng tiến công, nhổ chốt chặn của quân giải phóng. Tình trạng này làm gián đoạn giao thông, riêng đoàn xe quân đội di tản đã dài hơn 3 cây số. Lực lượng triệt thoái này liên tục bị đánh ép từ hai phía, Bắc và Nam, buộc phải bỏ quốc lộ 1, phân tán đội hình mạnh ai nấy rút về phía Nam Mỹ Chánh. Đài RSA của Hoa Kỳ cho rằng, vào lúc đó, bộ đội Cộng sản đã bắn trực diện vào dòng người chạy loạn trên quốc lộ 1, đoạn từ thị xã Quảng Trị qua Hải Lăng tới huyện Phong Điền. Hàng ngàn dân thường thiệt mạng và cái tên Đại lộ Kinh Hoàng được nhắc tới từ ngày đó. Phía Việt Nam Cộng Hòa công bố, trên đoạn đường ngắn ngủi này có ít nhất 2.000 binh sĩ và dân thường thiệt mạng, hơn 500 xe cộ các loại, cả xe quân sự và dân sự bị phá hủy. Họ coi đây là tội ác chiến tranh và không khác gì một vụ thảm sát khi cho rằng đạn pháo của quân giải phóng cố ý tiêu diệt cả dân thường. Tuy nhiên, Hà Nội phủ nhận và cho rằng quân giải phóng không nhắm bắn khai hỏa vào dân thường, mà pháo binh chỉ tấn công vào các khu vực có xe quân sự của đối phương. Việc người dân di chuyển theo xe quân sự và bị trúng pháo là hoàn toàn có thể xảy ra, do các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa khi rút chạy đã kéo theo gia đình, họ hàng di tản. Một số nhà quan sát cho rằng, nguyên nhân nằm ở một đặc điểm của quân đội Sài Gòn, đó là ngoại trừ thủy quân lục chiến, lính dù, biệt động quân và một số đơn vị cơ động khác, còn lại đối với đa số đơn vị theo kiểu đóng chốt tại các vùng chiến thuật thì quân ở đâu, gia đình binh sĩ sẽ ở đó. Theo thống kê của Việt Nam Cộng Hòa, trước mùa hè đỏ lửa năm 1972, tỉnh Quảng Trị có diện tích là 3.966 km2 với dân số khoảng 271.000 người. Và về sau, khi kết thúc toàn tiến dịch ở đầu năm 1973, diện tích Quảng Trị do chính quyền Sài Gòn kiểm soát chỉ còn 1.649 km2 với 3 quận Triệu Phong, Mai Lĩnh và Hải Lăng do bị quân giải phóng chiếm đến bờ phía bắc của sông Thạch Hãn, nhưng dân số Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát lại lên đến hơn 202.000 người. Chính quyền Sài Gòn cho rằng đây là sơ cứ cho thấy phía Cộng sản chỉ chiếm được đất chứ không thu phục được lòng dân. Tuy nhiên, Hà Nội lại cho rằng chỉ có một phần nhỏ người dân tự nguyện di rời nhà cửa, đó là gia đình họ hàng của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, còn lại phần lớn người dân khác bị cưỡng ép di cư. Chưa có bằng chứng nào cho thấy dân tự nguyện đi theo, giống như đối với các ấp chiến lược, người dân bị ép lùa vào để kiểm soát. Quan điểm hai phía đưa ra vẫn còn nhiều tranh cãi mãi cho đến tận ngày nay. Thế nhưng, nói gì thì nói, sự khủng khiếp của chiến tranh là điều không thể bàn cãi nhiều. Khủng khiếp là vậy, nhưng ngay tại ranh giới giữa sự sống và cái chết, lại có những suy nghĩ thật kỳ lạ từ chính những người lính ở hai bờ chiến tuyến. Không ít những người lính đã nói rằng họ thực sự không hề căm thù đối thủ trực diện ngay phía trước nòng súng của mình. Họ bóp cò đơn giản chỉ vì nơi họ đứng chính là chiến trường. Thứ đáng căm giận nhất lại là các thế lực phía sau với những mưu đồ toan tính cá nhân. Có những bức ảnh dày dứt về chiến tranh, như bức ảnh người lính quân giải phóng đưa nước uống cho một binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị thương, hoặc những bức ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa cõng một người lính quân giải phóng bị thương nặng chạy về trạm y tế. Thậm chí cũng ngay trong chiến tranh Việt Nam, đã có từng có những giây phút ngắn ngủi bình chiến, trao trả tù binh. Những người lính hai bên bờ chiến tuyến đã ý ới mời nhau điếu thuốc lá, cốc nước chè, mà nếu không chứng kiến sẽ không thể nào tin nổi. Khi nhà báo Chu Chí Thành vừa chụp được bức ảnh một số lính thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa nói chuyện với một vài bộ đội quân giải phóng cùng các nữ dân quân, bỗng một người lính Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ nhờ ông chụp một bức ảnh kỷ niệm với một người lính quân giải phóng, và bức ảnh ấy được cho là chụp tại Triệu Phong, Quảng Trị. Hai người lính, một người thuộc tiểu đoàn 5 lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa và người kia thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 48 quân giải phóng, đã vô tư khoác vai nhau với nụ cười thân thiện, trong khi chỉ cách đó vài cây số, tuyến bom đạn vẫn không ngừng nổ.
Sau thời khắc ấy, những người lính lại trở về với chiến tuyến của mình, để rồi người này có thể sẽ gục xuống bởi chính họng súng của người kia. Quay trở lại với chiến trường năm 1972, chính việc Quảng Trị thất thủ cùng đoàn người hỗn độn giữa binh lính và dân thường tháo chạy về phía Nam khiến cho thành phố Huế lâm vào tình trạng khủng hoảng. Huế lúc này buộc phải gánh chịu áp lực rất nặng của quân giải phóng từ bên ngoài trong chiến dịch Bão Táp 3, vừa phải đối phó với tình trạng khó khăn từ bên trong do hàng vạn dân tị nạn từ Quảng Trị kéo vào và tệ nạn do những binh sĩ triệt thoái vô kỷ luật gây nên. Để ổn định tình hình và lòng dân, tướng trưởng ban hành hai sắc lệnh hết sức quan trọng. Một là thiết lập Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 1 tại phía bắc thành phố Huế với nhiệm vụ chặn đứng mọi cuộc tấn công của quân giải phóng. Và hai là lệnh cho tất cả quân nhân đã bỏ đơn vị, lạc đơn vị hoặc không còn đơn vị phải lập tức trình diện. Những quân nhân không theo lệnh sẽ bị bắn bỏ ngay tại chỗ. Nhờ vậy, trong thời gian ngắn, nội bộ Huế cơ bản đã ổn định. Bản chất, tướng Ngô Quang Trường và các sĩ quan dưới quyền đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng một bản kế hoạch tái chiếm Quảng Trị ngay từ khi mà chiến dịch Bão Táp 3 còn đang diễn ra ác liệt. Đó là khoảng tháng 6 năm 1972. Bản kế hoạch này được xác định không phải là cuộc tấn công chớp nhoáng mà là một chiến dịch phối hợp quy mô hàng khủng, có tổ chức, tiến hành theo từng giai đoạn. Không đâu khác, đó chính là bản kế hoạch cho chiến dịch Lam Sơn 72, một chiến dịch mà sau này thực sự đã tạo ra những áp lực vô cùng khủng khiếp lên quân giải phóng. Thế nhưng không nhiều người biết rằng, chỉ suýt chút nữa, nó có thể không bao giờ được diễn ra. Trước thời điểm chiến dịch tổng phản công của Việt Nam Cộng Hòa được khởi động, phía Hoa Kỳ đã có nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số tướng lĩnh Mỹ đề nghị hỗ trợ mạnh mẽ cho quân đội Sài Gòn giành lại các khu vực đã mất, thì Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Lee cùng một số cố vấn cao cấp khác lại rất quan điểm mà họ đã tuyên bố sau khi Quảng Trị thất thủ vào đầu tháng 5 năm 1972 là Việt Nam Cộng Hòa nên bỏ ý định tái chiếm Quảng Trị, dồn lực lượng để bảo vệ phần đất đang kiểm soát, như thế sẽ giảm tối đa mức tổn thất. Khoảng 2 tuần trước ngày tấn công, tướng Ngô Quang Trường đệ trình bản kế hoạch của mình về Sài Gòn, nhưng bị nhiều cố vấn Hoa Kỳ bác bỏ. Tướng Ngô Quang Trường quyết định trực tiếp quay vào Sài Gòn để tự trình bày với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi nghe xong kế hoạch, hội đồng đã không chấp thuận, khiến tướng Ngô Quang Trường rất thất vọng. Tướng Trường quay về Huế, suy nghĩ suốt đêm, vào sáng hôm sau thông báo về Sài Gòn rằng ông sẽ không đưa ra thêm bất kỳ kế hoạch nào. Nếu Tổng thống và Hội đồng An ninh Quốc gia muốn ông làm bất kỳ chuyện gì, hãy gửi kế hoạch, ông sẽ chỉ thi hành. Khoảng 9 giờ sáng, Tổng thống Thiệu điện cho tướng Ngô Quang Trường và đề nghị ông quay trở lại Sài Gòn, giải thích chi tiết kế hoạch một lần nữa. Sau cuộc báo cáo lần hai, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chấp nhận kế hoạch với tên gọi Lam Sơn 72. Chỉ riêng cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị trong chiến dịch Lam Sơn 72, Việt Nam Cộng Hòa đã huy động ít nhất trên 35.000 quân, bao gồm sư đoàn dù với 3 lữ đoàn 1, 2 và 3, sư đoàn thủy quân lục chiến với 3 lữ đoàn 147, 258 và 369, liên đoàn 81 biệt kích dù, liên đoàn 1 biệt động quân, trung đoàn 4 bộ binh thuộc sư đoàn 1, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp thuộc nhiều đơn vị như thiết đoàn 7, 17, 18, 20, các tiểu đoàn công binh, các tiểu đoàn pháo hạng nặng mặt đất và bố trí thêm một tiểu đoàn pháo phòng không do lo ngại phía quân giải phóng có thể sử dụng máy bay yểm trợ phòng thủ. Sư đoàn không quân số 1 của Việt Nam Cộng Hòa đóng tại Phú Bài và Đà Nẵng, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đóng tại vùng 1, lực lượng Hải quân và không quân Hoa Kỳ cùng ngoại biển và các căn cứ tại Thái Lan được lệnh chi viện tối đa với hàng trăm máy bay từ pháo hạm hàng khủng từ hạm đội 7 áp đảo hoàn toàn về hỏa lực. Về phía quân giải phóng, chỉ tính riêng lực lượng phòng thủ tại thị xã Quảng Trị và khu vực Cổ Thành, quân giải phóng có ít nhất trên 14.000 bộ đội, bao gồm trung đoàn 48, trung đoàn trưởng là trung tá Lê Quang Thúy,
trung đoàn phó là thiếu tá Trần Minh Vân, được biết đến là trung đoàn Thạch Hãn, và trung đoàn 27 Phạm Minh Tâm làm trung đoàn trưởng với tên gọi là trung đoàn Triệu Hải thuộc sư đoàn 320B, cùng các đơn vị còn lại của sư đoàn 325 và sư đoàn 312 phối hợp với hai tiểu đoàn địa phương đóng tại Quảng Trị. Sườn phía tây thị xã do trung đoàn 88 thuộc sư đoàn 308 chốt giữ. Ngoài lực lượng chủ yếu là bộ binh, quân giải phóng, tại đây chỉ có một vài đơn vị xe tăng và pháo phòng công rất hạn chế. Các đơn vị pháo binh mặt đất chủ yếu được bố trí yểm trợ từ tuyến sau. Lực lượng phòng thủ của quân giải phóng lúc này dưới sự chỉ huy của tư lệnh chiến trường Thiếu tướng Trần Quý Hải đang trong tình trạng chắp vá với sức lực mệt mỏi do phải căng mình chiến đấu liên miên, nhưng tiếp tế lại quá khó khăn. Yếu tố sống còn lúc bấy giờ chính là tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, kể từ khi chiếm được thị xã Quảng Trị, nhờ việc Việt Nam Cộng Hòa phải mất gần 2 tháng mới có thể tổ chức tổng phản công, quân giải phóng đã biết tận dụng thời gian quý báu này để tổ chức xây dựng các công sự cần thiết cho việc phòng thủ, từ hầm hố chiến đấu, giao thông hào, chướng ngại vật cho đến các trận địa, từ đó tạo ra ít nhiều lợi thế cho cuộc tử chiến mà sớm muộn chắc chắn sẽ phải diễn ra. Kế hoạch Lam Sơn 72 có trọng tâm là những cuộc tấn công ra Bắc, tái chiếm Quảng Trị, xuất phát từ các vị trí tiền phương của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ Chánh, cơ bản trên hai hướng chính theo thế gọng kìm, phối hợp với một mũi phụ về hướng Tây Nam Huế. Vì xuất thân là một sĩ quan nhảy dù, tướng Ngô Quang Trường đã quyết định đặt niềm tin giao cho sư đoàn dù làm mũi tấn công chính đánh ra Bắc ở cánh phía tây của quốc lộ 1 tiến về La Vang. Cánh quân phía tây này bao gồm sư đoàn dù với 3 lữ đoàn 1, 2 và 3, được bổ sung thêm một tiểu đoàn phối hợp với liên đoàn biệt kích dù 81 cùng thiết đoàn 20 chủ yếu là xe tăng và thiết đoàn 7 chủ yếu là xe bọc thép tấn công dọc biên trái quốc lộ 1. Sườn trái của cánh quân phía tây này có sự yểm hộ của liên đoàn 1 biệt động quân nhằm ngăn chặn quân giải phóng tập kích. Mũi tấn công thứ hai đánh ra Bắc là cánh phía đông, được giao cho sư đoàn thủy quân lục chiến với 3 lữ đoàn 147, 258 và 369, trung đoàn 4 bộ binh thuộc sư đoàn 1, các thiết đoàn 17 và 18 tấn công dọc bờ biển tiến về phía Triệu Phong. Mũi tấn công phía Tây Nam Huế là trách nhiệm của sư đoàn 1 bộ binh. Phía Nam đèo Hải Vân, trách nhiệm bảo vệ Đà Nẵng được giao cho phần còn lại của sư đoàn 3 bộ binh đang được tái thiết và tái huấn luyện dưới quyền chỉ huy của tư lệnh mới là chuẩn tướng Nguyễn Duy Hình. Lực lượng pháo binh yểm hộ có pháo 175 ly, 155 ly, 105 ly, mỗi loại ít nhất 2 tiểu đoàn, và ngoài ra là một tiểu đoàn pháo phòng không. Sư đoàn không quân số 1 của Việt Nam Cộng Hòa đóng tại Phú Bài và Đà Nẵng, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tại vùng 1. Các lực lượng Hải quân không quân Hoa Kỳ được lệnh sẵn sàng chi viện hết công suất cho Lam Sơn 72. Ngày 26 tháng 6 năm 1972, hai ngày trước cuộc cộng tiến công bắt đầu, tướng Ngô Quang Trường ra lệnh phát động một cuộc oanh kích dữ dội vào các cứ điểm đóng quân, các trận địa pháo cùng các khu vực hậu cần của quân giải phóng. Ngoài các đơn vị pháo binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng Hoa Kỳ cũng tham gia rất khủng khiếp, bao gồm cả các pháo hàm từ ngoài biển, pháo đài bay B-52 từ căn cứ Utapao trên đất Thái Lan. Hai ngày sau đó, vào sáng ngày 28 tháng 6, tướng Ngô Quang Trường phát lệnh tổng phản công, một trong những chiến dịch tàn khốc bậc nhất lịch sử chiến tranh Việt Nam. Lam Sơn 1972 đã chính thức bắt đầu. Sau mệnh lệnh của tướng Ngô Quang Trường, đợt tấn công đầu tiên trên chiến dịch Lam Sơn 72 xuất phát lúc 3 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 1972. Đại tá Trần Quốc Lịch, lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù 2, điều động 3 tiểu đoàn vượt sông Mỹ Chánh tấn công lên phía Bắc. Đây chính là đợt 1 của cuộc tấn công cánh Tây với chủ lực là các đơn vị lính dù. Mục tiêu là phải tái chiếm Quảng Trị trước ngày 13 tháng 7, lúc hội nghị Paris họp trở lại.
ở bên kia chiến tuyến. Do đã lường trước được về một cuộc tổng phản công, quân giải phóng lệnh cho các đơn vị du kích và bộ đội địa phương phối hợp đưa hơn 60.000 dân còn lại tại Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị khẩn trương đến những nơi an toàn. Đồng thời các công sự phòng thủ cũng chuẩn bị sẵn sàng với lời thề tử chiến, con người chắc chắn phải còn trận địa. Lúc đó, Bộ Chỉ huy Sư đoàn Dù với tư lệnh là Trung tướng Dư Quốc Đống cũng đã bay ra vùng 1 và đặt đại bản doanh tại bãi đỗ quân Sa Lì ở phía nam sông Bổ, ngay bên cạnh quốc lộ 1. Nhờ yếu tố bất ngờ, vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, các tiểu đoàn của Lữ Dù 2 Việt Nam Cộng Hòa đã đột kích thành công phòng tuyến của quân giải phóng, tấn công thẳng vào sở chỉ huy Trung đoàn Xe tăng 203. Rất nhiều bộ đội quân giải phóng thương vong, buộc phải rút lui trong cuộc đột kích táo bạo này. Phía Việt Nam Cộng Hòa thu được một số vũ khí như súng cối, súng phòng không và hai xe tăng T-54. Trong buổi sáng cùng ngày, thêm hai tiểu đoàn dù nữa là tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 11 được trực thăng vận đổ xuống phía bắc sông Nhum. Hai tiểu đoàn này đi song song cùng các đơn vị dù đã có mặt trước đó, vượt qua đại lộ Kinh Hoàng, tiến lên phía bắc với nhiệm vụ nhổ các chốt của quân giải phóng. Chiều ngày 28 tháng 6, một bộ phận của các sư đoàn 304 và 308 quân giải phóng vẫn còn đang ở phía nam sông Mỹ Chánh đã bị cô lập, rơi vào tình thế phải chiến đấu rất khó khăn. Cũng trong ngày 28 tháng 6, ở cánh phía đông, thi hành lệnh của Trung tướng Ngô Quang Trường, Chuẩn tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến đã điều ngay 4 tiểu đoàn, bao gồm tiểu đoàn 3 Sói Biển, tiểu đoàn 5 Hắc Long, tiểu đoàn 7 Hùm Xám và tiểu đoàn 8 Ó Biển, tiến lên phía bắc, bên phía đông của quốc lộ 1, dọc bờ biển và song song với mũi tiến công của sư đoàn dù. Tuy nhiên, mũi tiến công này cũng không hề dễ dàng khi lực lượng thủy quân lục chiến gặp sự kháng cự mãnh liệt của các đơn vị thuộc sư đoàn 304 quân giải phóng do sư đoàn trưởng Thượng tá Hoàng Đan chỉ huy, đóng chốt tại hàng loạt tuyến phòng thủ. Ngày 29 tháng 6 năm 1972, tiểu đoàn 1 Quái Điểu và tiểu đoàn 4 Kình Ngư với hơn 1.400 quân được trực thăng vận chủ yếu bằng các trực thăng CH-46 và CH-53 của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ xuống phía đông nam thị xã Quảng Trị tại hai bãi đổ quân là Flamingo và Hop dọc theo hướng lộ 555. Nhờ oanh kích bằng phi pháo cùng B-52 giải thảm đã giúp các tiểu đoàn thủy quân lục chiến không gặp phải kháng cự đáng kể nào của quân giải phóng trong quá trình đổ bộ. Tuy nhiên, ngay sau khi hỏa lực của Mỹ giảm đi, quân giải phóng lập tức sử dụng bộ binh và xe tăng yểm trợ, tiến công bao vây các đơn vị thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng các mũi tiến công này đều phải chịu nhiều thương vong vì hải pháo từ các chiến hạm Hoa Kỳ ở ngoài khơi cách bờ biển khoảng 4 km đã tỏ ra rất cơ động trong việc chuyển trạng thái khai hỏa. Trong bản tổng kết vào cuối tháng 6 năm 1972, phía Việt Nam Cộng Hòa công bố riêng các tiểu đoàn thủy quân lục chiến của họ đã gây tổn thất đáng kể cho quân giải phóng, tiêu diệt trên 1.500 bộ đội, bắt sống 15 tù binh và phá hủy 18 xe tăng, trong đó có một số xe tăng T-54. 6 giờ sáng ngày 3 tháng 7, các đơn vị lính dù tiến công vào khu vực phía nam ngã ba Long Hưng, lúc đó thuộc Hải Lăng, cách thành cổ Quảng Trị vài km về hướng đông nam. Quân giải phóng đóng chốt tại đây có nòng cốt là đại đội 11, tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 48. Sau hơn 1 giờ dùng máy bay và pháo binh bắn phá, đại đội đi đầu phía Việt Nam Cộng Hòa với xe tăng chi viện tổ chức xung phong đột kích. Quân giải phóng tại các chốt kiên trì chờ đợi đối phương tiến vào thật gần mới đồng loạt nổ súng. Bị tấn công bất ngờ, hơn 40 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử thương ngay trước trận địa. Áp lực giành lại lợi thế trên bàn đàm phán Hiệp định Paris đã đè nặng lên vai các binh sĩ trên chiến trường của cả hai phía. Do đó, những trận đánh vòng ngoài thị xã ngày càng trở nên khốc liệt và đẫm máu. Đến 8 giờ sáng, lực lượng lính dù không thể tiến lên được, buộc phải rút lui, gọi hỏa lực tuyến 2 bắn liên tục vào trận địa. 14 giờ chiều, đợt tiến công thứ 2 của Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu một cách dữ dội. Thế nhưng lính dù gặp quá nhiều tổn thất mà vẫn không chiếm được chốt của đại đội 11 quân giải phóng.
Đến 18 giờ, các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa buộc phải rút lui một lần nữa, tiếp tục gọi pháo binh và không quân từ tuyến 2. Trước sức mạnh hỏa lực phía Việt Nam Cộng Hòa, quân giải phóng cũng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, đạn dược cạn kiệt dần. Trong khi đó, các đơn vị lính dù quyết định chuyển hướng, tấn công vào những cứ điểm lân cận để hình thành thế bao vây. Trước tình hình này, ngày 6 tháng 7 năm 1972, Trung đoàn 48 điều Đại đội 5 thuộc Tiểu đoàn 2 xuống bổ sung cho ngã ba Long Hưng, củng cố trận địa chốt để tác chiến lâu dài. Tại đây đã có những giai đoạn khốc liệt đến mức Đại đội 5 quân giải phóng do chính trị viên đại đội Vũ Trung Tướng chỉ huy, còn dưới 30 tay súng cùng một số khẩu B-40. Các binh sĩ đột kích tuyến đầu của Việt Nam Cộng Hòa tiến công rất quả cảm, nhưng đối mặt với họ là những người lính quân giải phóng chiến đấu vô cùng kiên cường. Sau các trận đánh liên miên, Đại đội 5 quân giải phóng vẫn giữ vững được khu vực này, góp phần ngăn chặn ý đồ tái chiếm thành cổ và thị xã Quảng Trị trong thời gian ngắn của sư đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, từ nhiều chốt khác thuộc Hải Lăng, cuối buổi chiều ngày 7 tháng 7 năm 1972, lực lượng quân giải phóng lúc này đã quá mỏng, liên tiếp bị đánh bại, buộc phải rút lui tại rất nhiều cứ điểm để đạt được kết quả phục vụ mục tiêu tiếp cận ngoại vi thị xã Quảng Trị. Các đơn vị lính dù và Liên đoàn 1 biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa đã phải gánh chịu tổn thất không hề nhỏ, với ít nhất hơn 300 binh sĩ tử trận. Riêng Tiểu đoàn 9 dù, sau khi chiến đấu rất ác liệt để nhột từng chốt chặn của quân giải phóng trên khoảng cách từng km, cả tiểu đoàn trưởng cùng 4 đại đội trưởng đều trọng thương. Tổn thất của quân giải phóng tại khu vực này rất khó xác định chính xác do bom đạn cày xới, gạch đá đổ nát, nhưng con số ước chừng thậm chí còn lớn hơn so với phía Việt Nam Cộng Hòa, do quân giải phóng phải đối mặt với sự dữ dội của hỏa lực không quân đối phương. Với việc hoàn thành tái chiếm lại Hải Lăng, con đường tiến lên phía Bắc hướng về cổ thành Quảng Trị của các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được rút ngắn rất nhiều. Thế nhưng, việc tiến quân lại hoàn toàn không dễ thở hơn chút nào, mà thậm chí sự khốc liệt ngày càng chồng chất. Nguyên nhân là do quân giải phóng đã kịp thời điều động các đơn vị thuộc Sư đoàn 325 và Sư đoàn 312 chi viện cho lực lượng tại chỗ đang phòng thủ trong thị xã Quảng Trị. Đây không chỉ là những đơn vị rất thiện chiến, mà lúc này họ còn mang trong mình quyết tâm tử thủ bằng mọi giá. Thậm chí ở các vùng Việt Nam Cộng Hòa tràn qua thuộc phía nam tỉnh Quảng Trị, chiến tranh du kích được lan rộng, quân giải phóng tổ chức những trận tập kích táo bạo với sự tham gia của Tiểu đoàn 10, Tiểu đoàn 14, Đại đội 24 công binh và du kích Triệu Phong. Trong suốt nhiều ngày, tại phần đất rất ngắn giữa sông Nhung và sông Thạch Hãn, các tiểu đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa tuy được tăng cường, vẫn không thể tiến lên được vì sự đáp trả không khoan nhượng của quân giải phóng, với nòng cốt là các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 48 và đặc biệt là pháo binh chi viện rất chính xác. Chỉ sau khi pháo đài bay B-52 yểm trợ giải thảm dọc bờ sông Thạch Hãn, ngăn chặn pháo binh quân giải phóng tác xạ, lính dù lúc đó mới có thể tiến lên được. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm lại khu vực La Vang, chỉ còn cách thành cổ Quảng Trị khoảng vài km về phía Tây Nam. Về bản chất, ngay sau khi lên ngôi vào năm 1802, vua Gia Long đã cho khởi công xây dựng thành Quảng Trị tại làng Tiên Kiên thuộc Triệu Phong. Đến năm 1809, vua Gia Long cho di rời vị trí đến xã Thạch Hãn, lúc đó nằm trên địa phận Hải Lăng, ngày nay thuộc khu vực thị xã Quảng Trị. Ban đầu thành được đắp bằng đất, tới năm 1837 vua Minh Mạng cho xây lại bằng gạch nung kết dính bằng vôi, mật mía và một số phụ gia khác trong dân gian. Bốn góc thành nhô hẳn ra ngoài tường, được dùng làm bốn pháo đài canh giữ. Chu vi vòng thành là khoảng hơn 2.000 mét, mỗi cạnh dài hơn 500 mét. Tường thành cao trung bình trên 4 mét, phía dưới chân tường dày hơn 12 mét. Bốn cửa thành, tường, hậu, tà và hữu xây hình vòm cuốn, rộng khoảng 3,4 mét. Cả bốn cửa đều nằm chính giữa bốn mặt thành. Vòng ngoài của tường thành được bao bọc bởi hệ thống hào sâu trung bình trên 3 mét, nhiều đoạn rộng trên 18 mét. Suốt 138 năm kể từ năm 1809 đến năm 1945, dưới thời phong kiến,
nhà Nguyễn sử dụng thành Quảng Trị như một trung tâm quân sự và hành chính, là thành lũy quan trọng trấn thủ phía Bắc, kinh thành Huế. Trong khoảng thời gian đó, vào năm 1929, hệ thống nhà lao kiên cố cùng các trại lính khố xanh được người Pháp xây dựng thêm tại đây, biến khu vực này trở thành nơi giam cầm những người có quan điểm chính trị đối lập. Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, thành Quảng Trị hay còn gọi là Cổ Thành Đinh Công Tráng được sử dụng làm doanh trại quân đội, khu nhà ở cho binh sĩ địa phương quân, trong đó có cả sân vận động, nhà lao và các lô cốt phòng thủ kiên cố. Khi trận Quảng Trị bắt đầu vào ngày 30 tháng 3 năm 1972, phía trong Cổ Thành là đại bản doanh của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.